biệt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Không chỉ nhắc chuyện quá khứ của Harry Won, Trấn Thành còn gây sốc bởi loạt câu nói trong siêu đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Với vai trò MC trong đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, Trấn Thành đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với loạt câu nói càng nghĩ càng thấm. Vừa qua, không chỉ là một ngày đặc biệt của Đông Nhi và ông Cao Thắng, mà cũng sẽ là một ngày không thể nào quên đối với nhiều nghệ sĩ trong showbiz và người hâm mộ. Khoảnh khắc Đông Nhi và ông Cao Thắng trao nhau nụ hôn, lời hẹn ước khiến nhiều người không thể kìm được xúc động. Đặc biệt với vai trò MC trong đám cưới thế kỷ, Trấn Thành cũng gây bất ngờ với loạt câu nói gây sốc, nhưng càng nghĩ càng thấy cực kỳ thuyết phục. Người ta hoài nghi có tình yêu sau 10 năm không, đến Harry Won 9 năm còn gãy cơ mà. Đây chắc chắn là câu nói gây sốc và để lại ấn tượng đặc biệt nhất của Trấn Thành trong hôn lễ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Không chỉ thẳng thắn nhắc lại quá khứ của bà xã Harry Won và mối tình thanh xuân 9 năm, Trấn Thành còn hết lời ngưỡng mộ, ca ngợi tình yêu vàng. Hơn một thập kỷ gắn kết của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Những gì thuộc về nhau sẽ mãi ở lại với nhau, là bậc thầy trong ngôn từ, Trấn Thành luôn thuyết phục người khác bởi những phát ngôn càng nghĩ càng thấm. Ngay trên sân khấu, nơi đánh dấu tình yêu của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã về đích, Trấn Thành không giấu được xúc động gửi lời chúc phúc đến đàn em. Trên con đường chúng ta đi sẽ có rất là nhiều ngã rẽ, quyết định sai một cái là mọi chuyện. Nó sẽ ra một kết quả khác. Chúc mừng em Đông Nhi đã quyết định đúng, đã cho mọi người có một chuyến đi rất dễ thương. Những gì thuộc về nhau sẽ mãi ở lại với nhau. Chúc mừng hai đứa em. Người thành công trong hôn nhân nói, cũng phải có người thất bại cũng phải nói. Đoạn hội thoại giữa Trấn Thành và Phạm Quỳnh Anh trong hôn lễ của Đông Nhi cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Phạm Quỳnh Anh tự tin bởi cô xem mình là người thất bại trong hôn nhân. Khi không thể tiếp tục duy trì hạnh phúc với mối tình cả thanh xuân, cô e ngại, không dám phát biểu trong ngày vui của người em thân thiết. Nhưng rồi Trấn Thành đã động viên, người thành công trong hôn nhân nói, cũng phải có người thất bại nói. Đúng vậy, người thành công truyền cảm hứng, người thất bại sẽ truyền kinh nghiệm, ai cũng có quyền được nói. Tất cả đã sẵn sàng, cưới ngay kẻo lỡ. Trấn Thành nói đúng, 10 năm cho một sự chuẩn bị chu đáo, nuôi tình yêu đủ chín mùi, đây chính là thời điểm hợp lý nhất để về chung một nhà, để không thể nào để lạc nhau giữa dòng đời. Từ ngày mai sau hôn lễ thế kỷ, Đông Nhi sẽ chính thức gọi ông Cao Thắng là chồng. Ông Cao Thắng cũng sẽ gắn kết cả cuộc đời còn lại với người con gái đã dành cho anh cả thanh xuân.